Thưa quý vị, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Y tế đã điều chuyển số lượng vaccine phòng COVID-19 đã phân bổ cho các huyện thị có nguy cơ thấp cho thành phố Việt Trì, huyện Lâm Thao, Phú Ninh và các địa phương có dịch. Ngay sau khi tiếp nhận vaccine, các địa phương đã huy động tối đa lực lượng, đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng cho người dân trên 18 tuổi. Điểm tiêm chủng lưu động tại trường Mầm non Gia Cẩm là một trong 3 điểm tiêm chủng trên địa bàn phường. Sau khi xuất hiện ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, phường Gia Cẩm nằm trong vùng vàng, tương ứng với cấp độ 2, nguy cơ trung bình. Hôm nay, được phường tổ chức tiêm vaccine cho toàn bộ người dân trên 18 tuổi, ai cũng đồng thuận và cảm thấy an tâm hơn. Tôi rất là vui và thấy phấn chấn khi mà có thông báo là được đi tiêm ngay. Trước cái tình hình dịch bệnh rất là diễn biến phức tạp như hiện nay thì tôi nghĩ là tất cả người dân đều rất là mong chờ được tiêm. Khi tiêm xong thì cảm thấy cũng có phần yên tâm. Vì ít nhất là mình cũng theo như các giải thích của các nhà khoa học thì là nó sẽ tạo ra kháng thể và giúp cho mọi người và nhất là những người cao tuổi mà có nhiều bệnh nền thế rồi sức khỏe giảm sút thì sẽ đảm bảo sức khỏe. Để sớm đưa cuộc sống của người dân trở lại sinh hoạt bình thường và phủ xanh toàn bộ khu vực, thành phố Việt Trì đã chỉ đạo các xã, phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tiêm vaccine phòng COVID-19. Công tác đảm bảo an toàn tại các điểm tiêm chủng cũng được chú trọng. Các khu dân cư thông báo người dân đi tiêm theo khung giờ, tuân thủ nghiêm nguyên tắc 5K, nhất là giãn cách tại mỗi điểm tiêm. Đối với từng khu dân cư, chúng tôi cũng sẽ tiêm phòng cuốn chiếu và chia khung giờ cho từng tổ dân phố. Chúng tôi cũng tăng cường các lực lượng chức năng như là công an, dân quân, rồi là đội ngũ giáo viên của các trường học để mà tăng cường hỗ trợ làm sao để đảm bảo công tác tiêm phòng vaccine trên địa bàn phường an toàn và thuận tiện nhất cho mọi người dân. Trong chiến dịch tiêm chủng này, trung bình mỗi ngày thành phố Việt Trì thực hiện tiêm trên 10.000 liều vaccine. Đến thời điểm này, đã có khoảng 145.000 trên tổng số gần 200.000 người dân thành phố trên 18 tuổi đã được tiêm mũi 1. Ngay sau khi tiếp nhận được cái lượng vaccine thì chúng tôi đã huy động tất cả các lực lượng y tế, công an và các lực lượng này vào cuộc để mà tiêm chủng vaccine cho người dân là một cách nhanh nhất. Với cái lượng vaccine lớn như vậy thì thành phố cũng đã chỉ đạo các điểm tiêm chủng ở tại các phường xã phải đảm bảo cái nguyên tắc là 5K theo dõi sau tiêm để cho người dân được đảm bảo một cách an toàn nhất. Cùng với việc khẩn trương truy vết, xét nghiệm sàng lọc để kịp thời bóc tách các F0 ra khỏi cộng đồng thì thành phố Việt Trì đang tập trung lực lượng để triển khai chiến dịch tiêm chủng cho toàn dân. Thành phố phấn đấu thực hiện mục tiêu hoàn thành tiêm mũi 1 cho 100% người dân trên 18 tuổi trên địa bàn thành phố ngay trong tuần này.